Mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đầu giờ sáng nay của kênh VTC 14. Thưa quý vị, trong đêm qua và rạng sáng nay, trên toàn khu vực Bắc Bộ trời đã nhiều mây trở lại và có sương mù. Thậm chí một vài nơi ở vùng ven biển còn đôi lúc có mưa nhỏ nhưng lượng không đáng kể. Cái se lạnh của ban đêm cũng dần được cải thiện hơn vì nhiệt độ ở hầu khắp khu vực đã có sự nhích dần lên. Ở vùng núi nhiệt độ đạt trên 17 độ, còn tại khu vực đồng bằng và trung du nhiệt độ cũng ở mức xấp xỉ và trên 20 độ. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết, hôm nay vẫn sẽ hứa hẹn là một ngày ấm áp trong thời kỳ giữa đông ở các tỉnh Bắc Bộ. Ở thời điểm hiện tại, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời vẫn còn tương đối nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ. Một vài nơi ở vùng ven biển có thể kèm theo mưa nhỏ. Tuy nhiên, đến gần trưa thì mây sẽ giãn mỏng và trời chuyển nắng, nền nhiệt vẫn duy trì ngưỡng cao nhưng sẽ giảm nhẹ hơn so với ngày hôm qua, tức là phổ biến từ 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc Bộ nền nhiệt cao hơn, ban ngày có nơi nhiệt độ vẫn lên tới trên 30 độ. Sau đó đến chiều tối và đêm nhiệt độ lại giảm xuống, nhưng hầu hết các nơi nhiệt độ vẫn giữ ở mức từ 18 đến 20 độ. Đới gió Đông Bắc đến Đông gây mưa tại các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ đã hoạt động yếu, nên thời gian nắng trong ngày khá cao và mưa giảm nhẹ chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc vùng ven biển vào khoảng chiều tối. Ở phần phía Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời hầu như không mưa, ngày có nắng với nền nhiệt thấp hơn phần phía Nam khoảng 1 đến 2 độ, phổ biến từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày trời nắng, ngoại trừ một vài nơi ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa rào nhẹ vào chiều tối với lượng không nhiều. Chỉ xin lưu ý là tại vùng hạ lưu các sông ở Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, tình trạng ngập úng do mực nước đỉnh chiều cao vẫn còn duy trì. Do vậy, bà con cần có các biện pháp ứng phó với tình trạng này. Dự báo xu thế trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết ấm áp tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó, không khí lạnh lại tràn về, gây mưa và làm giảm mạnh nhiệt độ trên toàn khu vực, trời chuyển rét. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 18 đến 21 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 cho đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 16 cho đến 18 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 cho đến 22 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 24 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thời tiết biển còn khá tốt, sóng gió cũng chỉ duy trì mức ổn định nên khá thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch biển đảo cũng diễn ra thuận lợi. Cụ thể thì tại quần đảo Hoàng Sa trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết trên cả nước ổn định, hầu hết các nơi đều không mưa và có nắng, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi cũng như du lịch và dã ngoại cuối tuần. Riêng tại các vùng trũng thấp thuộc khu vực Nam Bộ, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, do còn chịu ảnh hưởng của chiều cường lên cao lại trùng vào giờ cao điểm nên khá bất lợi cho tình hình giao thông trong thành phố. Quý vị nên tránh di chuyển vào các thời điểm có chiều cường hoặc lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh di chuyển vào những tuyến đường bị ngập nước để hạn chế phần nào tình trạng ùn tắc giao thông.
Bản tin thời tiết sáng nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi.